Xin chào cô chú anh chị mình nha. Thì hôm nay em sẽ quay lại để lấy nước cái ao này của chú anh chị mình. Thì đang lấy nước vô ha. Và coi tôm nó còn ao nó cũng 6 mấy ngày. Cũng chưa đầy 70 ngày của chú anh chị mình. Thì tôm hôm nay để chút em view lại cho cô chú anh chị mình xem. Thì em đang lấy nước vô. Lấy nước vô để cho xử lý nước rồi kịp, không còn ao trên kia em cũng lấy nước rồi của chú anh chị mình. Quạt nào vô nữa thì chưa đầy, này lấy nước sâu tí, tại mùa mưa sợ nó ép phèn qua, cũng lấy sâu. Thì tụi em cũng xử lý cũng cơ bản thôi, nói chung cũng đánh diệt khuẩn nè. Thường thì em không có xài xuống bắt đồng nữa, em xài cái thằng Kioga của chú chim mình. Mà Kioga đó, thì đây cái môi trường này mình đang lấy nước vô của chú chim mình ha. Thì bà hổm anh em cũng đã làm đầu xong hết rồi. Thì đó lấy thì để sang cái ao nó cũng gần tháng rồi, đang tháng luôn, gần gì thì nói chung cũng 5-10 ngày nữa mới làm xong. Thì đây em đang lấy nước vô nè cô chú anh chị mình thấy không đó. Thì làm lấy nước vô đầy rồi em diệt khuẩn, cũng đánh ngừa núm nùng tiền đồ, nói chung là ngừa hết rồi, cũng sang qua cô chú anh chị mình ha. Thì tới đó thì cô chú anh chị mình sẽ theo dõi với anh em mình nữa. Còn đây là cái môi trường cái ao này nè, 60 mấy ngày rồi. Thì chắc cũng gần 70 ngày rồi. Thì chỉ nhớ vậy thôi ha. Thì tụi em bắt đầu là cũng sụp men núm đầu lại. Hôm nay nói chung là diệt khuẩn chứ cũng chưa có xài men rồi nhiều. Tại vì hổng nó cũng bị vẻ đó, giờ về đánh cái phèn mà chị vàng chân vàng miệng đó cô chú anh chị mình. Thì để bữa nay á coi tôm nó như thế nào ha. Thì màu nước nè cô chú anh chị mình thấy không, tôm nó quậy nè. Thì em dở gió lên cho cô chú anh chị mình xem. Thì cái ao này em ăn gan ruột 2:1 cô chú anh chị mình nha, cũng xài khoáng 4:1 nè. Ôi, quá trời luôn. Nói chung em quay trước để cho có tôm. Gan dù rồi cô chú xem sao. Tôm ở dưới cái khoáng á thì tôm nó bóng, nó sáng lắm cô chú anh chị mình. Ruột gan rồi, nói chung là cũng là ok. Ao này thì nó lúc trước thì em nói là nó bị vấn đề, nó bị vàng miệng vàng chân đó, thì nó hơi chậm trên ao kia một tí, mà ao kia em đã thu rồi, bữa thu rồi cũng gần 2 tấn cô chú anh chị mình. Thì giá đầu bán thì cũng nói chung thì ở đây em chợ em bán thôi cũng đỡ cô chú anh chị mình ha. Thì lúc trước cũng bán 1 tấn mấy tôm nhỏ, em sang ra bị mưa nó bị sự cố đó. Đây, đưa chè mình thấy mê chưa? Cái này là ăn gan ruột 2:1 nè, và bính cái khoáng 4:1 luôn với cô chú chị mình. Cái ao này á, là cái ao này còn nguyên si của chú anh chị mình ha. Hết màu gió, nó gió ngoài hết rồi, gió trong nó vẫn còn. Thì ăn mới có chắc chưa được tiếng tại em ra em quay luôn. Là cô chú anh chị mình không thấy gió không? Cái gió nó sáng vậy nè, tôm ăn chứ không có thực sự là chà gió chà gì hết của chú anh chị mình. Yeah.
nhang dù còn lên, nói chung là tôm nó bóng chắc lắm. Tôm nói chung 70 ngày về mà 50 con thì lãi cũng đã cao rồi. Mà nuôi trong khi 40 con chưa chắc đã 3 tháng mà về vụ ba mấy 40 con. Giá chưa chắc gì đó đã ngon, cái phí lại cao hơn. Cái thời điểm này phí nó sẽ thấp hơn nè. Nhảy ra kinh khủng cho cô chú chị mà. Trang dùng 201. Thì thời điểm này thì em giảm cái sổ ký sinh trùng rồi. Thường tôm nhỏ thì em sổ thường hơn, em không có sổ dày như lớn này, thì em ít sổ ký sinh trùng luôn. Chó ngoài hết mồi rồi. Không, thời điểm này thì nó đâu có lấm chân chó trong cái gì nữa không. Hết màu chạch bóng rồi, nó vô đó nó ghê vô chương trình này hả. Thì để em quay lại cập nhật để hôm nay thu tôm kia. Thì hôm nay mấy ngày chưa view lại cho cô chú chị mình xem nè. View lại cho cô chú chị mình xem. Nay mấy ngày tiếp? Gần 2 tháng chưa? Hả? Ủa gần 70 ngày chưa chứ lộn. Như cũng 50 mấy, 60 mấy ngày, 70 ngày rồi. Ồ nhảy cái ghê cũng chàng kìa. Mới này hết mồi thấy chưa? Hôm nay bà tỉa bán lấy hậu kia thì này quay lại. Vài bữa nữa thì em đang lấy nước ao này, cũng đang xử lý ao kia luôn. Thì cũng sang ra ao nào nó trước thì sang ra trước ao. Từ từ sẽ sang lại luôn cô chú chị mình ha. Cũng đang lấy nước vô xong mình chạy quạt sắp quạt luôn. Để giúp diệt khuẩn luôn. Hết màu chứ các bạn, vô gió nhất là nhiều. Đang dù cuối chung là tôm nữa không, cũng lên mặt hết rồi. Ao này lúc trước nó bị ghẻ mà nó bị vàng chân vàng miệng đó, thì bính cái phèn đó nó này nó sáng rồi, tôm không có bị vàng chân của chú tiền người ta không. Vàng chân nó sáng rồi hết rồi. 16-18 ngày hôm nay đây cũng là cái giống cây minh nè. Ăn thức ăn đầu đạm là 40 đạm nè. Nhiều anh em ăn 40 đạm mà tôm sú mà cũng nhiều 15 con ký được rồi. Thức ăn tôm nó vẫn phát triển được bình thường. Đang làm nước hai ao luôn. Giờ là đang ăn tay chứ không có ăn máng.
ghê, cầu vô điều gan vô lên. Cái này là ăn 2 trong 1 không nè. Mấy ngày nay mưa, nói chung là mưa rất là nhiều, bão nữa, cũng như là bão nữa cô chú anh chị mình. Thì thời điểm này thì nói chung là cũng như cái núm đồng tiền nữa là tụi em cũng không còn xài nữa cô chú anh chị mình ha. Thì nó không còn nữa, tại cái giai đoạn này thì tụi em không có xài nữa. Thì để chút á, em sẽ vô em view cái ao tôm này tháng của chú cho chú chú chị mình xem, cũng là giống Khai Minh. Để em dỡ cái này lại, cái là em vô trong kia cho cô chú chị mình xem hồi nó vô rồi. Gan ruột thì thời điểm này nói chung là mình cũng tiết kiệm thôi, chứ cũng không có phải là ăn nhiều nữa cô chú chị mình. Chủ yếu là cái môi trường nó tốt để cho con tôm mình nó phát triển thôi. Thì như mùa này á, thì mình ăn thức nói chung mình ăn như mọi khi á, thì như năm nay á, là hàm thức hơn tất cả mọi năm đó. Đó, mình hàm rất là nhiều. Thì bây giờ nó như nó 70 ngày đi, 68 ngày thì còn khoảng tháng, trong tháng nữa đi đó thì về. Nhưng mà tôm này có thể bây giờ nuôi hiện ra chỗ em á, nếu mà nuôi về 100 con là kiếm lại 20-30 ngàn ký á, 2 tháng mà về 100 con thôi mà có lãi đó nha. Tại vì ở đây 100 con nó được 100 ngàn luôn bán chợ. Cái tôm đã lỡ như cái xây này á, nó không có trên lệch bao nhiêu hết, nhưng mà nuôi thì nó sẽ ra được cái đầu phấn thôi. Ra được cái đầu phấn thôi cô chú chị mình ha. Còn quýnh cái khoáng của chú anh chị mình, nhìn cái vỏ con tôm nó rất là chắc khoáng. Rồi để em vô em. Hôm nay cũng chưa đánh men đâu nhiều, thì cái ao này em cũng đã sóc quạt lên là để em diệt khuẩn luôn cô chú anh chị mình. Em cũng lấy nước vào xong rồi nè, thì cũng đang đặt bắt cho nó hết luôn. Cái ao này là 70 mấy ngày, ấy sáu mươi mấy 70 ngày. Còn ao này em đang làm nước rồi, em đang cấp nước vô đủ rồi nè. Thì em cũng đang làm để sang qua luôn đó cô chú anh chị mình. Thì để sang qua cái ao kia luôn. Thì làm nước thì cũng đánh diệt khuẩn thôi. Để em vô em view lại cái ao ao này cho cô chú chị mặt nước này lấy vô rồi nè, bơm vô đó. Màu nước nói chung cũng đẹp sẵn luôn phải không?
Cái này ao này em không có vệ sinh lại, để nó cũ luôn, để nó cũ qua luôn cô chú anh chị em. Thì bây giờ đầu tiếng nó bắt đầu là nó sẽ diệt khuẩn nè. Còn mấy cái lúa này là bắt tôm sống bại nè. Cái màu nước này thì cái mẹ tôm bên đây chị mình ha. Đó giờ em đánh cà lo luôn nè, để đánh tê xa nè. Nói chung là làm tập đầu để đem qua thôi, nuôi kinh tế chiến lược. Giờ để em dỡ tôm cái ao này lại cho cô chú chị mình xem nha. Bữa nay đúng 1 tháng luôn rồi. Cái tôm mình văng ngoài Quảng Ninh khoảng 20 ngày mà cũng là 800 con hay vậy ta. Mọi người Quảng Ninh mà nó sẽ chậm hơn trong mình nhiều lắm. Đây, tháng này đâu có chị mì nó còn đi đi rồi mà nổ cái rồi mấy sáng không có điện. Cái này cũng gan dùng 2 trong 1 mà cũng như vậy. Khai Minh 30 ngày. Cài cái phán cũng 4 trong 1 mà cô chú cho mình, cái gió thôi nó sạch bóng rồi, gió này nó xét rồi. Thôi thì em cũng làm tới đây thôi, hẹn cô chú chị mình những video tiếp theo nha. Xin chào, hẹn với chú anh chị. Nhưng mà xem là thì em cũng đang làm nước nè, lấy nước bơm nước rồi vô cấp nước rồi vô rồi diệt khuẩn xử lý môi trường rồi lại để sang cái ao này qua của chú anh chị mình ha. Thì để vài ngày nữa thì em sẽ sang tôm rồi xử lý nước rồi đó, thì em sẽ làm rồi quay cho cô chú anh chị mình xem. Rồi hẹn cô chú anh chị mình những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt nha.